Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường. Sau đây là những tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay. Trái phiếu bất động sản vắng bóng kỳ phát hành tháng 4. Nông dân trên toàn thế giới ứng phó với bão giá phân bón toàn cầu. Thưa quý vị, báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết, tháng 4 có 23 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 16.470 tỷ đồng. Các ngân hàng chiếm gần 91% trong số này, còn lại là doanh nghiệp năng lượng, vận tải, sản xuất và tài chính. Đáng chú ý, không có đợt huy động vốn nào của doanh nghiệp bất động sản. Diễn biến này đối lập hoàn toàn với hoạt động phát hành trong tháng 3, khi doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu tỷ trọng giá trị phát hành trái phiếu với 46,7%. Đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu tập thể nhằm thu hút khách du lịch dịp hè. Cụ thể, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 11 đến 40 người khi mua trước từ 1 đến 19 ngày được giảm 3%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 4%, trước từ 20 ngày trở lên được giảm 5%. Tương tự, đoàn từ 41 đến 70 người được giảm 5-7%. Đoàn từ 71 đến 100 người, các mức giảm tương ứng là 7% và 9%. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 6 tháng 5 tăng mạnh so với kỳ tính giá trước. Cụ thể, bình quân giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 lên 137,36 USD một thùng, xăng RON95 lên 141,65 USD một thùng, dầu diesel 153,49 USD một thùng. Dự báo nếu không sử dụng quỹ bình ổn giá, giá xăng có thể vượt mốc 30.000 đồng một lít sau kỳ điều chỉnh vào ngày mai. Giá thanh long đầu vụ tăng cao, tỷ giá trung tâm tăng mạnh là những thông tin thị trường đáng chú ý có trong cụm tin vắn sau đây. Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Long An cho biết hiện giá thanh long loại 1 đang được các doanh nghiệp và thương lái thu mua vào khoảng 27.000 đồng một ký, thanh long loại 2 vào khoảng 22.000 đồng một ký, thanh long loại 3 khoảng 15.000 đồng một ký đến 17.000 đồng một ký. Với mức giá thanh long như hiện nay, người trồng có lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên, sản lượng loại này rất ít, chủ yếu là loại 4 và đang được các thương lái thu mua trong khoảng 7.000 đồng một ký, khá thấp. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục giảm sâu so với cùng thời điểm sáng ngày 9 tháng 5. Tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện được thu mua với mức 39.400 đồng một ký. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức là 40.100 đồng một ký. Tương tự, tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 40.000 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá ở mức 40.000 đồng một ký, chưa prong. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum được thu mua ở mức là 39.900 đồng một ký. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức là 23.143 đồng một đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với ngày 9 tháng 5. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh giảm. Tỷ giá Vietcombank niêm yết ở mức 22.780 đồng một đô la Mỹ mua vào, 23.090 đồng một đô la Mỹ bán ra, giữ nguyên mức giá cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng ngày 9 tháng 5. Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức là 22.810 đồng một đô la Mỹ mua vào, 23.090 đồng một đô la Mỹ bán ra, giảm 5 đồng cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng ngày 9 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2021 đến nay, giá phân bón liên tục tăng cao, đặc biệt từ thời điểm diễn ra cuộc xung đột của Nga-Ukraine. Giá của mặt hàng này đã tăng mạnh. Bộ Công Thương cũng nhận định giá các loại phân bón trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Bởi vậy, ngoài việc hướng nông dân chuyển đổi sang sử dụng phân bón hữu cơ, thì bản thân các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước đang phải tính toán để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, giữ không tăng giá thành. Trong quý 1 đầu năm, đơn vị này đã sản xuất được gần 51.000 tấn DAP, tương đương với khoảng 20% kế hoạch của năm. Trong tổng sản lượng tiêu thụ hơn 46,7 nghìn tấn, đơn vị đã cung cấp cho thị trường trong nước là 16,2 nghìn tấn. Dù mức bán trong nước bị thấp so với giá xuất khẩu, có thời điểm trên đến khoảng 5 triệu đồng một tấn, nhưng đơn vị vẫn hạn chế xuất khẩu để tham gia điều tiết giá thị trường phân bón trong nước đang có dấu hiệu tăng cao do nhiều tác động. Hiện nay là do cái
bất ổn Nga và Ukraine nó đã tác động trực tiếp đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đặc biệt là cái nguyên liệu đầu vào hiện nay là giá liên tục tăng, ammonia rồi lưu huỳnh. Ngoài ra thì ở phía trong nước ấy, thì giá than cũng bắt đầu tăng. Quặng apatit thì tăng về giá là một chuyện, nhưng còn câu chuyện thứ hai nữa là không đủ về lượng. Nguyên liệu đầu vào đang là khó khăn chung của nhiều nhà máy sản xuất phân bón trong nước khi Nga thắt chặt nguồn cung, trong khi tồn kho nội địa với giá vốn thấp đang ngày một ít dần. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách hạn chế xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa. Để giảm chi phí sản xuất, bù một phần tăng của nguyên liệu đầu vào, công ty này phải thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp như đầu tư tự động hóa, cơ giới hóa sản xuất, cơ cấu lại lao động. Ngoài ra là việc tăng cường năng lực sản xuất khi vẫn còn dư địa cho cả sản xuất trong nước lẫn xuất khẩu. Cái xuất khẩu chúng tôi thì cũng có nhiều cái lợi thế do cái đặc điểm sản phẩm được các cái bạn hàng nước ngoài, ví dụ như là Malaysia, hoặc là Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc. Thì khi chúng tôi đẩy được mạnh xuất khẩu thì mang lại hiệu quả bù lại một phần cái chi phí để giảm được cái giá bán than lân rẻ trong nước. Trong khi một số loại như kali và SA chưa sản xuất vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, thì việc đầu tiên theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam chính là việc phải đảm bảo đủ nguồn cung sản xuất của các nhà máy sản xuất phân bón trong nước. Các cơ quan quản lý nhà nước, công nghiệp hiệp hội thì đã liên tục là kêu gọi, khuyến cáo, kể thậm chí là chỉ đạo các cái doanh nghiệp là phải đảm bảo là đẩy mạnh cái công suất, thậm chí vượt công suất thiết kế, thì như đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ. Cái thứ hai là cái là khi đã sản xuất ra rồi thì muốn là anh phải nhanh chóng đưa tới tay người sử dụng. Với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng phi mã và chi phí vận chuyển cũng tăng chóng mặt, giá phân bón tại Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng và được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao từ nay đến hết năm. Nên theo Hiệp hội, một trong các giải pháp dài hơi để kiểm soát giá mặt hàng này còn là phải tính toán đầu tư thêm các nhà máy sản xuất phân bón chất lượng cao thế hệ mới. Không chỉ ở nước ta, nông dân trên khắp thế giới đang cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức nóng của giá phân bón hiện đã vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Giá phân bón tăng mạnh tác động nhiều tới sản xuất nông nghiệp, vì vậy việc sử dụng đa dạng các loại phân bón, tận dụng mọi chế phẩm cũng như những lợi thế có sẵn là vô cùng quan trọng. Đây vừa là giải bài toán giúp hóa giải giá phân bón, vừa giảm ô nhiễm môi trường và tạo cân bằng hệ sinh thái trong nông nghiệp. Mới đây, cửa hàng này pha chế rất nhiều cà phê espresso cho khách hàng, như vậy lượng bã cà phê thải ra cũng tỷ lệ thuận tương ứng. Thay vì bỏ đi những phần bã cà phê này, một người nông dân đã tận dụng chúng để làm phân bón cho các loại cà chua, dưa chuột, ớt và rau màu khác. Ý tưởng này xuất hiện do giá phân bón và các loại thuốc trừ sâu khác tăng cao, đặc biệt là giá thuốc trừ sâu tăng rất nhiều, khiến chúng tôi không biết nên làm thế nào. Kakali thu thập bã cà phê từ một số quán bar quanh vùng, sau đó anh đem trộn với hơm cỏ và ủ 3 tháng. Sau thời gian này, chúng sẽ biến thành lớp biểu bì giống như phân bón dùng cho cây trồng. Bã cà phê rất có giá trị, chúng không chỉ có tác dụng với đất mà còn tốt cho môi trường. Còn ở Kenya, ông Samuel Rigu và các cộng sự trong công ty Safi Organics đã biến những cánh đồng trấu thành phân bón hữu cơ với giá thành rẻ hơn một nửa so với phân vô cơ. Loại phế phẩm than sinh học này được coi là chìa khóa vàng trong thời điểm giá phân bón tăng cao như hiện nay. Rác thải có sẵn ở khắp các cánh đồng, không chỉ ở Kenya mà trên toàn cầu. Vì vậy, công việc của chúng tôi là chuyển chất thải này thành một loại phân bón cho năng suất cao. Than sinh học từ trấu không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng cho đất mà còn có nhiều lợi ích khác như giúp giữ ẩm, chống xói mòn, khuyến khích vi sinh vật và khôi phục pH cho đất. Dù thu hoạch của tôi có được như bây giờ, nhờ Safi Organics, cây trồng của tôi đang phát triển tốt và trái cây tôi thu hoạch được nhiều hơn trước. Giá phân bón tăng cao đang khiến nguồn cung lương thực thế giới trở nên đắt đỏ và khan hiếm hơn. Vì vậy, việc ứng dụng các chế phẩm sinh học từ tự nhiên giúp người nông dân đối diện với thách thức đang bủa vây này. Khủng hoảng phân bón xảy ra vào thời điểm tồi tệ và đang là làm trầm trọng thêm các thách thức về lương thực trên toàn cầu.
Theo Hiệp hội Phân bón Quốc tế IFA, giá phân bón đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, tăng 125%. Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 3 năm 2022, tăng 17%. Giới đà tăng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các vụ mùa trong tương lai và nguy cơ về một cuộc khủng hoảng lương thực là có thể đo đếm được. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.